10 seconds remaining. Pew! 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 Dire Team Ban. LGD Gaming's turn to ban. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Các bạn đang xem kênh stream của Pew Pew. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào game đấu cuối cùng của vòng loại Trung Quốc remaining. Trong khuôn khổ vòng giải Star The Series 10. Giữa đội LGD CDF và LGD Gaming cùng một nhà tài trợ LGD. Bây giờ thì sẽ Dire Team Ban. Chờ một xíu. LGD Gaming's turn to pick. Bad Rider. Dire Team pick. Cuộc chiến của những thanh niên LGD. Ok. Bên phía LGD CDF họ ban ra Lee Can DP, trong khi đó thì LGD Gaming ban ra Razor và Shadow Shaman. Pick luôn cho mình Bad Rider, chứ không phải Void hay là Brewmaster mà pick Bad Rider đầu tiên. 10 seconds remaining. Bên CDF thì Q là người ban pick đội trưởng, trong khi đó thì Fed sẽ là đội trưởng của LGD Gaming. Reserve time. Dire Team pick. Có Doom cho LGD CDF. Lò LGD. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Skywrath Mage. LGD Gaming's turn to pick. Xong. Và vừa rồi thì Mon có ao ra để đăng phần bên các thứ, chắc hơi lag một xíu. Thế nên là một chút nữa thôi sẽ hết. Bên phía FG CDX thì họ pick cho mình Sky. Một hero rất hot hiện nay, rất quen thuộc. Và gần như trong game đấu nào thì cũng có support, đó chính là Sky. Nếu như không được pick thì anh sẽ bị ban. Hot là hot kiểu như Shadow Shaman. Có Sky rồi thì bên phía LGD nếu mà họ muốn mix Brewmaster thì cũng phải đắn đo dè chừng, vì có thanh niên Sky Mage cũng như là có Doom. Bây giờ thì Fed phải chọn cho mình cái này làm sao cho phù hợp khi mà đối phương đã có Doom và Sky. Hôm nay thì Void chưa bị ban. LGD Gaming, turn to ban. Dire Team ban. Đối phương có Sky, có Slow, Sky có Skill Slow, Roam thì LGD họ cũng biết cho mình AAAA cũng có Slow. Giữ chân. Cũng như là Boop Dam. Naga đã bị ban bởi LGD CDF. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.
À, dù rằng là có cái bộ skill khủng, dụ như cái ulti của mình làm cho đối phương không thể hồi máu được, dù bất kỳ sử dụng cái món đồ nào cũng như là hay ở nhà chính. Thì đồng nghĩa việc khủng bố như vậy thì AA cũng rất là mỏng. Siêu mỏng thì đúng hơn. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. LGD Gaming thì ban ra Sand King và Ember Spirit. Reserve time. Voi vẫn chưa bị ban. Và có thể thấy rằng là những team Trung Quốc thì sau cái đợt chuyển nhượng cầu thủ vừa rồi, một cái đợt chuyển nhượng đúng luôn là như là một cơn lạm phát thì đúng hơn. Các team, hầu như tất cả các team đều có sự thay đổi, và LGD cũng vậy. Giải nghệ rồi chuyển sang làm bình luận viên, giải nghệ bình luận viên và chuyển sang những team khác. Rất hỗn loạn. Và Trung Quốc đã phải ban ra cái chính sách là không được phép chuyển nhượng cầu thủ từ cái lúc cái quyết định đó được ban ra đến hết năm 2015, có nghĩa hết năm 2014 này. Và ở ban thứ tư thì LGD ban ra Viper. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Faceless Void. Vậy LGD CDF đã pick cho mình Void. Turn to pick. Sky là một hero có thể combo với cả lồng của Void. Và với việc có Void, có Doom thì đội hình của bên LGD sẽ rất cứng. Và trận đấu này hoàn toàn LGD có thể pick Witch Doctor để làm support, vừa phối hợp với Void, vừa counter lại Bat Rider. Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và không liệu rằng Q có ý định nhờ pick Witch Doctor làm support hay không. Lion. Lion. Dire team. Lion của MMI. MMI. Đọc thế cho dễ. MMI Lion, có thể nói rằng là Lion MMI cầm rất thay. Và trong ngày thi đấu ngày hôm nay thì lúc Bon có vào thì cũng có thấy MMI cầm Lion siêu bá. Phải dùng một từ là như vậy. 10 seconds remaining. Dù rằng là hai đội cùng một lò là LGD nhưng mà họ không có sự nhân nhượng trong trận đấu này. Reserve time. LGD còn thiếu một hero mid và một support nữa. LGD Gaming cũng chưa có hero mid cũng như là carry chính. Bây giờ họ mới có offlane và hai support thôi. Còn như đội hình của CDS thì Mon cũng đã nghĩ là có thêm thanh niên Witch Doctor rất hay, phối hợp cùng lồng của Void và counter luôn Bat Rider. Khi mà Bat Rider nhảy vào kéo thì cái ping pong của Witch rất khó chịu. Như vậy ạ. Như vậy là không đúng như cái sự phán đoán của Mon. CDS họ picnic assassin. Cái việc mà có những hero mỏng như thế kia thì Nick Assassin sẽ là một hunter trong game đấu này. Đi săn. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Có Nick Assassin.
Thì cái việc nếu mà FGD Gaming cần một cái hero nào đó đi mid, tránh cái việc counter của Nick Assassin. Wow, trận đấu này Wade King, Wade King sẽ được làm carry một lần nữa. Trong khoảng thời gian trước thì Wade King hay chơi ở vị trí support, nhưng dạo gần đây thì Wade King nghe về anh đã được ưa chuộng hơn, được đưa lên làm vị trí carry. Đúng chất ra thì Wade King là một carry, nhưng mà chơi ở vị trí support cũng rất hay, làm tanker luôn sau những cái lúc mid game và late game. Nhưng gần đây thì Fed đã quyết định cho Wade King vị trí làm carry luôn. Dire team pick. Bây giờ CDEC Puck. Trong trận đấu này thì Nick Assassin sẽ làm support, còn Puck sẽ đi mid. Bây giờ thì Fed anh sẽ chọn hero đi mid đây. Shadow Fiend. Lâu lắm rồi, phải là cực kỳ lâu rồi mới thấy sự xuất mặt của Shadow Fiend trong những giải đấu. Hoặc là hứa hẹn là sẽ game đấu này sẽ là một game đấu hay đây. Mà Shadow Fiend đi mid với Park thì hơi khó một xíu, nhưng không sao. Park có thể ẩn xuống, có thể tránh được cái bộ skill của Shadow Fiend. Mọi người cần phải Sheila. Thế là mọi lại dự đoán sai một lần nữa. Sheila cầm Shadow Fiend, carry, farm chính. Đổi luôn layout, tránh cái việc... Ôi trời ơi, 10 seconds remaining. Bỏ tách. Trời ơi, mình lúc mình ăn cơm xong vào cái 5 seconds remaining. Có trận luôn nên là quên luôn mấy cái vụ này. Vâng, và chúng ta sẽ vào game đấu giữa hai đội LGD Gaming và LGD CDEC. Prepare for battle. Vâng, mình sẽ giới thiệu qua lab của hai bên. Thì bên phía LGD Gaming thì Zhao là người cầm Wade King, Fed cầm AA, Inzuli cầm Bad Rider, Sia cầm Shadow Fiend, MMI cầm Lion. Và FGD CDEC thì Q cầm Nick Assassin, 333 cầm Void, Guard cầm Sky, hai thủ Trung Quốc chắc là một cái từ duy hảo hoặc gì đó, là cầm Doom, Maybe cầm Puck. Phải công nhận là lối chơi của châu Âu họ hay smoke lúc những cái phút như này, những cái phút đếm ngược để kiếm cho mình cơ bản lắm. Được hay không thì vẫn cứ smoke đi. Nhưng mà Trung Quốc thì dường như họ đánh theo kiểu cẩn thận, lối chơi cẩn thận hơn, chắc bài hơn. The battle begins. Hình như cảm giác hơi giật. Có cái Manta Free cho MMY. Maybe sẽ đi mid với cả CL. Sila. Bad Rider. Bây giờ thì làm gì đây?
hai bên đều có đội hình là 3-1-1 chip lên. Phiền một hero có đam lớn khi mà ăn sâu, ăn linh hồn, biến linh hồn thành đam của mình. Nhưng mà Regeneration có đam rất lớn thì anh cũng rất mỏng. Kai có một slow. Lúc ở đây thì bốt lửa chạy về phía này không lấy gì mà đuổi được bắt rider lúc đầu cả, rất khó. À, có lẽ bây giờ thì mạng cũng đã ổn hơn, không bị giật nữa rồi. Lúc nào chắc có lẽ do vấn đề gì đó. Working đang lát hit rất tốt, 13 con, nhưng mà Doom anh còn tốt hơn, 16 con, deny 7. Radiant's courier has been killed. Vậy vẫn kịp uống máu. Courier của Radiant đã bị nghẹo. Bắt Rider thì thường lên cho mình cái dây máu đầu tiên, sau đó sẽ là Kevling và Four Staff rồi BKB. Còn Nick thì tùy thêm hiện hướng, nhưng mà với cái đội hình màu kia thì Mon nghĩ Nick sẽ nghĩ cậy đỏ để làm chọn một combo, kể cả về late game một chọn một combo vẫn có thể giết được đối phương mỏng giống như AA rồi Lion, Shadowfiend, hết cả từ Lion một stun first luck dành cho Scylla, một pha gánh rất hay của MMI. Đúng là hero tủ của anh có khác. Có Runet, Sky ăn được rồi, tình yêu bốc cháy của Doom mở lên và AI sẽ chết. Nguyên mạng là Sky chứ không phải là Doom. Tỷ số bây giờ là 1-1. Silent Fed chết chắc. Bây giờ còn dao, một stun maybe ở đây. Nhưng bây giờ không dám hổ báo băng trụ, tại vì lúc đầu thì cái lượng máu rất ít. Việc băng trụ là quá mạo hiểm. Thế nên hai thanh niên bên phía CDX họ không dám mạo hiểm. Phải nói một pha ganh không tồi một chút nào của Maybe. Ganh rất chuẩn xác. Ulti Lion. Xong rồi Lion. Kìa. Đang bị hết cả. Chết ngược. Zemosa Zemosa rất kịp thời của Fate. Không có Fate thì MMI lên bảng đếm số lâu rồi. Nhưng mà có Fate thì Buck đã phải chết ngược lại. Anh đã phải đếm số. Hai đều. Tỷ số bây giờ quay về 2-2. Việc ăn mạng của Park thì hai thanh niên support đó chính là MMI và thanh niên AA. Fed đã có cho mình level 4. Ăn được hero thanh niên Dimit mà.
có khí rune illusion. Bây giờ thì Smoke đi giết người. Illusion. Không thành công. Thường thì Whisking mà xanh thế này thì anh sẽ lên cái Midas để cho mình xanh hơn. Hoặc là Blink. Doom cũng lên cho mình Hand of Midas. Hai thanh niên này farm thoải mái. Doom có thêm cái skill Uncreep, thế nên là cái lượng lát hit của anh nhiều hơn so với Good King một hệ mấy con, 5 con. Lúc này thì Buck đang có ulti. Sila nhìn thấy Sila rồi, ulti luôn voi nhảy lên Silent của Sky xong. Mỏng như vậy ba người cùng dồn thì không thể sống sót được. À, phép làm gì đây? Tính thật đầu chăng? Bên phía này hack được Sky, Sky sẽ chết. Pha chạy sai của chạy sai đường của Sky. Sai sai đường lạc lối, Và Ghost King thì anh vẫn dường như không có chuyện gì, anh vẫn cứ farm. À, đúng rồi, có thời gian farm thì tranh thủ farm. Hay là Midas có cho Doom hai tay lên của Sila, một vẩy rất đau. Doom có Doom, Doom luôn rồi, hack được Maybe ở đây. Bắt Doom. Doom lên bảng đếm số và Maybe đã kịp chạy thoát. Radiant's top tower has been denied. Hand of Midas cũng có cho West King. Doom với việc có Hand of Midas rồi lại cắn creep thì anh farm như một con trâu điên luôn. Farm như con bò điên, farm nát máy rồi. Khổ creep. Maybe có một ca tư anh nhưng để dành cho cái Blink. Cái Blink cho mình để cơ động hơn trong combat. Dire's middle tower is under attack. Sky thì mới có level 5, cũng chuẩn bị sắp có cho mình level 6. Fate đã có level 6, bắt đầu cũng vậy, một cái nam anh vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa đủ cho mình Blink. Một pha smoke tiếp tục của CDS. Họ smoke liên tục. Họ muốn rằng lúc early game họ phải đi cho bên phía LGD Gaming thật chặt. Có một đường vẽ ra mid. Đúng rồi, đường vẽ đấy là của thanh niên AA chứ không phải của CDS. Một mình AA ở đây đang phá ward, bây giờ thì xong rồi. Không thể chạy thoát được với cái bộ bà hợp nhất này nữa. Không phải là xong kill. Ở đây giật chết thanh niên Sky, Doom được Lion. Mamay lên bảng đếm số sau khi ăn mạng của Sky. Không phải đổi mạng. Mà đổi mạng đấy thì sẽ thiệt cho Mamay, tại vì không có đồng đội nào xung quanh đó để hứng cái kinh nghiệm của Sky. Và trong khi đó bên phía CDF thì cũng tận 4 thanh niên để hứng hút đồng luôn Sila. Mà dính cả đời Nick Assassin ở đó. Ulti một stun từ West King, bây giờ John đang vào voi lên bảng đếm số, chạy được. Có chói của Bad Rider thì chạy làm sao được.
năm thanh niên bên phía FGD liên minh. Dire structures are fortified. Tành trụ, vào tành trụ. Sau khi mà cảm giác mình không ăn được cái trụ này, không được la liếm được cái trụ này thì sẽ quay về ngay. Giờ thì Sira anh cần phải farm thật nhiều. Sira có đồ thì sẽ là một carry rất tốt. Lượng đam của Sira rất lớn. Sira đang có cho mình cái rune hết. CX trong trận đấu này rất máu chiến, smoke liên tục đi giết người, áp đảo đối phương liên tục. Ở đây dính rồi, hết cả ulti của ulti của Bắc lên, vẫn chưa chết úp lòng, không còn lòng, sorry pha đó không còn lòng, bây giờ thì chết cả hai, fail rồi. Một pha giờ ulti xịt của Sky xong, Sila vẫn kịp chạy thoát khi mà có rune hết cho mình. Cái rune hết rất hên, anh đã ăn được trước đó. Và chính cái rune đó đã giúp Sila còn sống sót trong pha combat vừa rồi. Chỉ có thanh niên Lion là lên bảng đếm số thôi. Lion đó chính là MMI. Tây rồi, cú luôn bắt vào đó xong. Ulti của A ra. A, baby, úp lòng của Void. Như vậy kết thúc được A rồi. MMI vẫn đang ở ngoài đồng, một stun giật kết thúc được tắt. Giao thì sao, đang cố gắng ăn chay cối ăn Sky. Một stun của Nick Assassin. Bây giờ thì chạy về. Không thể chay cối được khi mà không còn máu mana. Về thôi, về để regen. Tỷ số bây giờ 7-8. Nhìn về phía LGD CDS. Những phút đầu tiên của game nhưng mà rất căng thẳng, hai bên đánh nhau liên tục. Rome gành các kiểu combat bằng trụ. Và cái game đấu này với cái line up, pick line up như vậy, đầu tiên thì một cũng gọi là LGD, tuy rằng là cùng một lò LGD nhưng mà game này họ không có, không đội nào nhường đội nào hết. Họ đánh try hard, đánh đúng cái thực lực của mình. Bắt đầu kéo được maybe. Và ẩn maybe không thành công. Anh Lin lắc đỏ ở đấy nhưng mà anh đã chết. Bây giờ thì Doom không đẹp rồi, không boost được. Sorry, đó là không boost được, không phải là không đẹp rồi. Ngoài thì Void cũng chưa có lòng. Doom chưa có Doom. Bật cái tình yêu cháy bỏng của mình lên, xông vào, lượng đam dồn lên rất nhiều. Anh đang bị hack, ulti của AA ra. 400 máu không chết, 400 máu không chết rồi. 33 giây nữa thì Void mới có lòng. Trận này nếu đối phương có AA thì có thể lên một cái Sky, hoặc là có thể lên một cái Force Staff, hoặc là lên một cái Rod of Thoth sớm để có thể ulti được chuẩn xác hơn. Bây giờ thì Doom có ulti. Dire's middle tower is under attack. Mày Void sao, 3 giây, 2 giây, 1 giây cũng có ulti smoke và quẩy thôi. Hai thanh niên A và Lion ở đây. Đáp ulti lên rìa quái. Úp đây rồi. Sai úp lòng. Ulti Sky phối hợp rất hay, chết rất nhẹ nhàng. Và trước do khi đó thì Sky cũng chết. Doom được thanh niên Sira nhảy lên dí theo Sira lên bảng đếm số. Còn độc đào ở đây. Giao, Bad Rider, một stun rất hay từ phía Nick Assassin. Và Bad Rider lên bảng đếm số. Bây giờ Giao, Giao, anh cũng chắc anh còn mana, còn một mạng nữa. Magic Stick chưa chết, ơn búp vào Giao, một stun ngược. Bây giờ thì mất một mạng Doom nên di chuyển về thôi. Cũng may là không may đang rất ít. Silent từ phía Maybe. Một pha combat thắng của bên phía LGD CDF. Dù rằng là pha đó bắt mấy cả Void thì dường như Void anh đã vội vã anh vào úp lòng. Bắt đã nhảy vào rồi nhưng mà Void vẫn vội vã vào úp lòng. Nhưng không sao, bên phía LGD CDF họ vẫn thắng trong combat vừa rồi. Và tỷ số bây giờ là 10-12. Và chúng ta cùng check qua cái lượng network. Bây giờ thì CDF, cái lượng gold nghiêng về phía CDF rơi vào khoảng tầm 2.500.
Mà SP nghiêng về phía LGD Gaming tầm 1.400. Dire's bottom tower is under attack. Bây giờ LGD bắt đầu phản công. Họ sẽ smoke và phản công. Nếu không được thì họ sẽ ăn cái trụ bot này chắc chắn. Cũng có rất ít máu. Và CDS thì họ cũng nhả trụ luôn. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Đốt lửa. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. HRD đang cố gắng nhả dầu để cho đối phương không ra đép trụ. Ulti của Bắc Sa giờ Inzuli đang bị sai lưng bởi Sky và sẽ chết. Chắc chắn bây giờ voi úp lòng rất hay. Một pha ulti của Sky lên dồn đang rất khủng khiếp. Bây giờ còn Sila không chạy thoát được, còn một mình Yao. Trong có 3 thương hạng chỉ Yao là người sống sót cuối cùng. Bây giờ thì anh cũng chết khi mà cái ulti của anh đang cooldown. Một bát rất hèn từ phía 333. Quá hèn. Tấm phát bát luôn ung cho kêu cho Bắc. Tìm quay cho LGDC đấy. Tìm quay. Một pha combat tuyệt vời của bên phía LGDC đấy. Đánh rất hay. Khi mà bên phía LGD họ vỡ trận bị mất bát rồi đầu tiên. Bát đã phế không thể làm gì, không thể phá được. Radiant. Và một pha úp lồng rất chuẩn xác từ phía Void. Tỷ số bây giờ 11-7 nhưng về phía LGDC đấy. Bây giờ LGD Gaming họ cần phải làm một cái gì đó. Họ cần phải cố gắng hơn và đánh cẩn thận hơn, farm nhiều hơn. Đấy rồi, bắt Sila. Có Nick Assassin đây, ba cái tele lên liền. Của liên Lion, Wrecking, Sun Doom đang bị dồn đây, BKB tele về. Như vậy sẽ không chết. Vẫn kịp đá 1 tỷ. Không, vẫn bị trúng, không được. BKB thì tránh được. Có nổ chết hay không? Không chết. BKB rất kịp thời. Dire's top tower is under attack. Và trong pha vừa rồi thì không có ai chết cả. Không có ai phải ngã xuống. Bây giờ thì smoke. Dire's top tower is under attack. Bắt Nick. Gai mở rất nhanh. Cũng phản ứng rất nhanh. Ulti của Boy ra. Bây giờ Sky thêm cái đam của từ Sky. Wrecking đang cố gắng gõ Boy nhưng mà không thành công. Bây giờ thì Bắc bay ra rồi, anh đang bị hack nhưng mà vẫn kịp ulti được hai thanh niên Sila và Fed. Bắc chết, Nick Assassin bay back ra. Ba mạng dành cho phía LGD Gaming. Bắc ra đời 1-3. Bây giờ Doom đang có Doom ai? Mở tình yêu, cháy bỏng, Doom Sila có Lion, có MMI đấy. Một pha stun đôi của Nick Assassin mở gai lên. Sky đang đi ra, MMI vẫn chạy thoát được. Mạng nào chết, AA chạy về với 4 máu. Xin chia buồn với cả LGD CDF. Dire's bottom tower. Phải thực sự chia buồn. 4 máu mà để cho phép chạy thoát được trong pha vừa rồi. Và cái trụ ở bot đã nổ. Chết 3 mạng mà còn bị mất trụ bot. Tỷ số bây giờ 14-8. Trận đấu trở nên rất kịch tính. Lúc mid game có double dam cho Sila. Ngoài có 36 linh hồn. Bad Rider cũng sắp có cho mình cái gậy đẩy. MMI thì đang để dành tiền để lên Blink. Là thì MMI lên Blink rồi. Dire's top tower is under attack. Có thể là một cái BKB.
Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. My gratitude. Chúng tôi phải đổ sự thành công của hai đội. BKB có cho Shadow phiền. Nhưng mà Doom vẫn xuyên BKB. Chỉ là anh cần phải nhanh tay hơn để tránh cái lực đam từ Sky. Radiant's bottom tower is under attack. Cũng như là Park. Đấy rồi, chói được Doom và hết cái ulti à. Chết chắc. Vẫn chưa cần được ulti của AA, Doom cũng chết. Quyết kinh thì lên AM. Với một cái tướng carry cận chiến như Quyết kinh thì AM là một điều tất nhiên. Không chỉ cận chiến như có nhiều, như các bạn hay xem thì Sniper lên một cái AM cũng có nhiều pha highlight của Sniper có AM. Đó là những hero có khả năng chém tăng máu như Quyết kinh, Knight, Sniper thì phải có một cái mặt đánh tăng máu thì mới nên có một cái AM. Maybe lên Dragon. Quả này chắc là lên Dragon để đấu với cả ulti của Lion. Voi thì cũng có cho mình mặt nạ siêu nhân. Và Voi thì lên một cái BKB. BKB trận này thì chỉ có lo bắt R vào phá kéo thôi. Còn không anh tránh được hết. Blink đã có cho Doom. Bây giờ thì ngon rồi đây. Xem Doom qua cho mọi người tổng hợp những cái item mà hai bên đã lên. Ulti của A ra. Đây cũng đang có cái Runin V. Xịt rồi. Xém. Ba cái Blink cho bên phía LGD Gaming. Và hai cái Blink cho CDS. FGD Gaming thì nếu mà so về cái độ cơ động thì FGD Gaming họ cơ động hơn CDS. Về với việc là AA không có link thì AA có thể hỗ trợ combat từ xa, không cần thiết phải nhất thiết phải vào. Có những thanh niên cần như MMY đều có rồi, MMY ghép kinh mấy cả Bad Rider. Ở phút thứ 25 nhưng mà chưa đội nào nhâm nhe con Roshan. Ở trận này Roshan khá thoải mái được chơi. Rung răng rung rẻ. BKB có cho Void. Không đúng như dự đoán. BKB cần thiết cho Void. Bây giờ là một smoke từ phía LGD CDS. Họ tản ra. Có lẽ là thôi cái vụ smoke này rồi. Tản ra kia thì sao mà roam được ăn canh ra. Bây giờ thì gaming họ smoke.
lại, đi vào phía rừng của Sidek. Một cuốc được cắm xuống để kiểm soát đoạn rừng này. BKB của Doom mở lên, xông vào với Linh lên. Úp lòng thì phải úp cả Doom. Theo rồi để cho Huyết Kinh chém. Bây giờ đang một đấm Shiba, Sila, Sila cũng đang mở BKB. Trận đấu quá hỗn loạn, Doom đã bị một đống đàm của dao chém khi mà dính vào cái lồng cổ voi. Fate vẫn chưa chết, MMI còn đây. Doom, Sila, Sila không chết. Chỉ có mình Pop và Bad Rider chết. Như vậy là Gem chưa mất. Dire's middle tower is under attack. Trận này thì Nick Assassin hoàn toàn có thể dành tiền để lên một cái bờ linh. Dire's structures are fortified. Tôi đã muốn rất nhiều. Đúng rồi, phải nói bao giờ là một pha úp lồng fail của voi, úp được mỗi mình thanh niên Sila luôn. Dire's middle tower. Dire's middle tower has fallen. Dire đọc theo tiếng Việt để Sila cho nhanh. Đề xô có cho Huyết Kinh. Này Huyết Kinh chém rất đau rồi. Linh đã có cho Nick Assassin. Bây giờ thì Yao và Sina đang muốn ăn con Roshan này. Bên phía Sina họ không có vuốt ở sông. Với việc có mất hết hai cái trụ hai ở mid nữa thôi là Roshan và Sina thắng nhỏ Roshan sẽ gặp một chút cản trở hơn. Nếu không cẩn thận là có thể chết. Sai rồi, có cho mình rất nhiều tiền, 4k tiền mà anh chưa lên đồ gì. Doom thì đang cố gắng farm lên một cái Shiva. Nhìn thấy có một đầy đẹp đẹp thấy được ngay được là dù rằng mở gai nhưng anh không thể sống được, không thể chạy thoát được. Có cái quất ở rừng đây có thể dễ dàng nhìn thấy được cái Nick Assassin. Gần như là cái rừng của bên phía CDF đã bị kiểm soát bởi FGD Gaming. Và Boy thì đã di chuyển sang rừng của đối phương để farm. Dire's top tower Manta is under attack. Cho Sila, Sila. Dire's top tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Voi đang có lồng. Có lẽ chờ những Assassin ra thì họ sẽ vào combat. Radiant's bottom tower is under attack. Ở đây bắt được Zeal. Nick Assassin đang bị trói bởi Bad Rider và một pha combo giữa Void và Sky đã kết thúc được thanh niên Bad Rider. Bây giờ thì MMI ở đây đang bị Doom vả, chết rồi. Sila đang bị Doom, Zhao đang cố gắng đuổi Doom. Anh chưa chết Blink đi, nhưng mà cái trụ top đã mất. Bây giờ thì bắt nhảy vào giữa đội hình Silent và bay đi. Silent dồn đam như vậy là Zhao đã mất mạng rồi. Anh đã mất cái mạng đầu tiên, bây giờ anh còn 56 giây. Ulti của Silent ra.
Vừa ra xong đã phải bay về ngay, tránh được cái ulti quá à. Voi vẫn còn sống. Bây giờ quay vào quẩy của Max, quay về một quẩy chưa chết, vẩy hai xịt rồi. Dire's top barracks has fallen. Đúng rồi, là cả hai vẩy đều xịt. Nick Assassin đang dùng ulti của mình flink lên, một stun chuẩn xác vào Sire. Cộng thêm đam của Zed, phải thì Sire không còn mana, ra có cứu hay không? Còn nơi Zed. Có lẽ Zao đi về. Thế ngoài Zao ra cứu thì anh cũng sẽ chết theo. Bên phía CDS họ nát nhà rồi, nát cái lên top này rồi. Ất hai rack. Trời, không thành công. Tỷ số bây giờ 18-22 ở phút thứ 32. Game đấu đánh nhau liên tục diễn ra rất căng thẳng. Watkins đang đứng đầu bảng top tài phú với 17k tiền, sau đó là thanh niên Doom. Tuy rằng Doom có cả Midas, có cả cái skill bonus ăn quái bonus vàng của mình, nhưng mà anh vẫn thua Watkins. Vì Watkins có hai mạng cho nên anh sẽ sống dài trong combat. Với việc sống dài thì anh sẽ được hưởng thêm lượng gold từ những thanh niên giết được đối phương chết. Từ đối phương chết anh cũng được hưởng. Bây giờ là smoke từ bên phía FGD CDEC. Gậy lốc có cho MMY. Lốc để lốc voi trong cái lốc của mình vách rồi. Sau pha vừa rồi thì quyết định quay về thôi, không ai mạo hiểm. Và lúc này thì cái lượng gold đang nghiêng về phía FGD Gaming 7.500 và EXP thì rơi vào khoảng tầm 4.000. Phút với 34, 7.500 thì là một khoản tiền không nhiều, khoản tiền vừa, không đến nỗi là khó quá để bên phía CDS có thể giữ lại được. Lúc này thì dao rất là cứng, anh có giáp xương, có đề xô. Rồi. À, ulti ra một tàn từ phía đây. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bây giờ thì không có Doom. Manta ra. Manta của Sylar. Voi úp đồng, BKB vẫn kịp mở lên bởi Sylar rất nhanh tay. Đấm gần như không mất máu, dù rằng có mặt nạ siêu nhân. Bây giờ thì ăn luôn cái double dam mịt. Double dam. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Bây giờ phút thứ 35 thì game đấu trở nên cực kỳ khó cho phía LGD. Hai lane đã mất, lane mid và lane top đã mất. Hai đội đều chơi theo kiểu carry nhưng không có một bên nào push cả. Nhưng mà bên phía FGD của mình họ có dao. The Ray thì dao đánh rất hay. Hack cờ cho Puck. Bây giờ các bạn sau pha combat rồi, các bạn có thể thấy rằng cái lượng đam từ Void bây giờ thì rất nhỏ khi mà Sire kịp mở BKB lên. Void đấm gần như không mất máu. Quá khó trong game đấu này.
BKB thì đồng nghĩa việc là Sky ở ngoài chỉ đứng hóng thôi chứ không thể gì hơn. Đã đủ cho mình gậy xanh. Có giáp xương của khác bất kinh chém như một cái máy chém. Ổ như máy chém luôn. Voi đang cố gắng lên cho mình cái búa xét để có thể thêm một chút đam cho cái lồng của mình. Bây giờ thì Dread đang bị ăn bởi vì nó ở bên phía bên 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 mình và Sia người con. Your song has fallen to the radiant. Sailor có gem rồi. Nick Assassin cứ quanh quanh quẩn quẩn là vớ vẩn anh cũng chết. Owning thẳng cái land boss này. Voi úp lòng hai thanh niên. Giao đang mất một mạng rồi. Bây giờ đến được Sider BKB mở lên. Lúc đó Sider anh đã không kịp mở BKB. Quá giật mình khi giật úp luôn Giao. Giao đang di chuyển về. Trong khi đó thì CL đã không kịp ulti. Nick Assassin và Park lên bảng đến số lốc lốc luôn lên đu chết theo. Bây giờ thì không còn ai. Chúng ta cùng chết qua cái buyback. Không ai có buyback cả. GG được gọi lên bởi Void 333. Dire's bottom tower is under attack. Chiến thắng tuyệt vời cho mình chiến đấu nhất chiến mình. Void đã chiến đấu rất hay. Rằng lúc early game thì bên phía AZDX họ đã có một cái lợi thế riêng cho AZDX, nhưng mà AZDX mình họ đã chơi kiểu kiểu try hard, cố gắng và vượt qua tất cả để giành được chiến thắng trong game đấu này. Và các bạn vừa xem xong phần stream bình luận của PPU Studio với phần bình luận của Mon. Hẹn gặp lại các bạn trong những game đấu lần sau.